Chào buổi tối các bạn, chúng ta sẽ nói một chút xíu về việc này ha. Ok, ở đây chúng ta có một cái bài muốn tập. Bài muốn tập này rất là khó. Ok, rồi chúng ta có hai bạn, bạn A và bạn B. Ok, hai bạn này trình độ ngang nhau, xuất phát điểm ngang nhau. Trình độ ngang nhau ha. Rồi, nhưng mà bạn A này, bạn muốn tập cái bài này luôn. Bạn đi tới thẳng luôn, bạn tập cái bài này. Bạn không có làm cái gì khác, không có tập thêm gì khác. Ok, bạn B thì tháng đầu bạn sẽ lo bạn luyện ngón alternate hay là cái gì đó, luyện ngón. Rồi, bước qua tháng thứ 2 thì bạn A này vẫn đang tập bài này. Bạn vẫn đang ở tập bài này. Thì bạn B này cũng đang ngón, nhưng mà thêm kỹ thuật vô. Ok, rồi bước qua tháng thứ 3, bạn A này vẫn ở đó, vẫn đang tập bài đó. Bạn B này bắt đầu ngón lên, kỹ thuật lên. Ok, mọi thứ bắt đầu tiến triển rất là tốt. Thì bạn A này vẫn đang ở đó. Rồi bước qua tháng thứ 4 đến ví dụ như vậy. Rồi thứ 4, thì ngón của bạn này lên rồi, kỹ thuật lên, rồi kinh nghiệm, rồi năng lực tai nghe, tất cả đều đi lên. Thì bạn A này vẫn đang ở đó, vẫn đang tập bài đó. Ok, bước qua tháng thứ 5, tháng thứ 6, ổn rồi, cảm thấy tốt rồi, đúng không? Ngon rồi đó. Bạn tập bài này luôn, bắt đầu bạn vô bằng tập bài này. Thì lúc này bạn A vẫn đang tập bài này thôi, vẫn đang tập, chưa lên được đâu. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là như thế nào. Lúc này bạn này đã kỹ thuật, đã ngon rồi, mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Thì bạn A này vẫn đang tập bài này, chứ chưa qua được đâu. Rồi, thì có hai vấn đề xảy ra. Lúc này bạn A sẽ như thế nào? Khi mà so sánh thì bạn A sẽ cảm giác như là chán nản. Tại sao vậy? Muốn 6 tháng rồi mà không được, mà không chán là. Rồi, bạn B thì sao? Phấn khích, rất là phấn khích luôn. Tại quýnh được mà. Rồi, cái nữa là chán nản sinh ra cái gì? Từ bỏ, chắc chắn luôn. Rồi, bạn B thì tiếp tục phát triển. Rồi cuối cùng là bạn A chắc chắn là sẽ thua chắc. Bạn B thắng. Ok. Nói chung là vui thôi ha.